À, anh em, và chào mừng quay trở lại với Shadow của CZ. Cứ hoàn thiện trang bị tối đa. Đây tặng hai bạn này vào đi. I want to is break my fall, my fall. Anymore, cause we're all the same. Đúng rồi, đồ xấu thế. That's not good anh em. That is not freaking good. Mình còn Noman à. Bạn HT bạn này ok này. Chơi không nhỉ anh em? Nghĩ chơi được. Nên xui cũng chơi được anh em. Bà hai mẹ này đi này. Đọc bác sĩ đi vào. Em mua thêm một tướng nữa anh em ơi. Mua thêm một tướng nữa trông an toàn hơn. Em thôi lỡ rồi nhá. Lỡ rồi thì mình tiết kiệm tiền. Chơi được con này còn có liềm cơ anh em ơi. Chắc khả năng dễ là thua rồi anh em ơi. Chắc bán hết tướng rồi. Còn cái liềm mà bán hết tướng đủ tiền không ta? 1, 2, 3 này, 4 này, 5, 6 này, 7, 8 này, 9 này, 29 nữa. Thôi thắng lại nha anh em nhé. Tích thua lắm là mình sẽ tìm cách để thắng lại đi. Bán hai bạn này đi này. Cần bán bạn Violet nữa. Theo đấy lên phải lên tướng sớm khi ngon hơn em. Lên 4 sớm khi ngon hơn. Không sao. Bắt một trận, thắng lại 3 trận được, ok. Hurry the time in, so they just can't be mine. I don't think that I like her. Voi tu lẹ cũng ngon anh em ơi. Em mấy con này cầm đầu game cầm máu ok hơn nhỉ. Mình sẽ bán HT đi và lấy Gindu. Gindu an toàn này. 3. Ok, 5, 1. À, tê xây phát ngon này. POT phát. Ok. Có liền mà. Progress. Chế độ mà tăng một slot để đồ chắc là mình sẽ đánh ấy không? Chắc là mình định đánh thú thôi. Không gây đặc sắc lắm. Chờ cái đồ mới tính tiếp nhé. Robust mình đâu. Just break my phone, my phone. Khó thường này anh em ơi. Hai con Yon à. Thằng 2 lên chuỗi thằng 3 không? Khó thương thì câu chuyện lại hơi khác anh em ơi. Khi mình sẽ đánh hắc ám. Bắt drone. Có voi. Con này bóng đi. Voi này lại. Bắt AT kia nhé.
Mỗi mình có thương đúng không nhỉ? Mỗi mình có thương anh em ơi. Chiến đôi này. Ngon anh em ơi. Quý riệt, quý riệt. I don't think that I'm like her anymore, 'cause we're all the same. Gì nhở? Rồi. Ê, nhiều lúc bây giờ mình thấy cái đánh chuỗi thua mà nó đổ nó không ngon hơn cái chuỗi thắng là mấy đâu. Khi em đánh kiểu cầm trứng này hay ấy nhở. Kiểu em đánh kiểu nửa này nửa nọ hay ấy anh em. Kiểu em đánh thắng chuỗi thua chập chờn nhưng mà đồ lại ra nó vẫn không đến nỗi nào mà em vẫn cầm được máu đầu game ấy. Bây giờ chuỗi thắng chuỗi thua nó không quan trọng nữa nhỉ, không phải như trước nữa nhỉ. Nghi ngờ nhân sinh ơi. Kiểu meta dần dần thay đổi, phải thay đổi cho meta thôi mà. Chạy đánh nguyên tố cũng được anh. Đánh chạy nguyên tố cũng được ha. Cái này thì sau nhá, Noman này đang Noman 2. Zil à, cho con Zil chơi thay. Zil thằng đáy. Nacrot. Zil cũng được anh em ơi. Zil thì floor thằng đáy, nhưng mà Zil Zil thằng đáy bên này à. Không thấy hết. Bên có cái phong ba này ở đây. Đây con này. Ê, có mỗi con Zeal của cái phong ba này kỳ vãi anh em ơi. Ê. Ơ. Bây giờ mình phát hiện ra đấy. Em thấy cái phong ba đấy không? Cái kiểu mà mình di mà thấy con Zeal nó có cái phong ba ở dưới chân không? Hay phết. Nhìn cái này anh em đặt đồ họa cao cao lên tí mình nhìn thấy đó. Chơi cũng tốn pin hơn nhưng mà trợ thủ lấy mềm phát cũng được. A 1 2 na cờ rốt à. Voi 14 bạn có thể thích mình sẽ xoay sang voi cũng được nhá em nhá. PC bán đi nhá. Trợ thủ bên mình thiếu con Sephira cũng thôi xong. Đấy em thấy phong ba ở dưới chân con Diu không? Len nhỉ. Hay là dưới 2 nó ám luôn nhỉ. Tố. Mà voi mà mình lên được voi 2 thì mình sẽ chơi voi nhé. Còn không thì chắc là chắc là thôi nha. Chắc là mình sẽ chơi trợ thủ. Em cảm giác chơi voi yên tự vẫn yên tâm hơn. Chơi voi nhất là có miễn nhiễm khống chế. Miễn khống chế quan trọng. Làm là có đi. Azenka này. Noman bán nhìn hơi tiếc nhỉ. Cho Noman chơi nhỉ.
Violet Zeal, học đại cho con này chăng? Tại giờ con Narcot, Narcot thử dạng có tác dụng anh em ơi. Đánh em bắt đánh bên này bắt vào con Lumbua thôi sao. Trả thù với anh. Chơi đồ man bây giờ khi vẫn yên tâm hơn. Man nguyên tố. Chọc con này. Dành ra không tìm một phát nữa được. Noma này vẫn gánh cho mình này em ơi. Rat on view này vẫn gánh mình ngon luôn ấy. Ok đấy, vẫn gánh là tốt đấy. Thua nhưng mà vẫn gánh được. Có đồ cho voi luôn à. Giờ nhờ. Giờ ghê đấy. Đó rồi, chịu rồi. Các đồ cho floor nhỉ. Floor giả. Một thương bắt đáy bên kia rồi mà. Rồng thổi luôn này. Chỉ mạng cho Narcot à. Thanh ca đứng lên trên à. Thanh ca đứng đây đi. Hạn này chắc bỏ rồi anh em. Lo này bế con Azenka này thôi. Rồng này thổi này. Rồng xiên. Bên này voi 2 cơ. 13 con voi. Rồng mình thổi phát nữa đẹp này anh em. Là có chắc chết này. Góc này hơi xấu này. Đừng cộng không xấu lắm đâu. Đánh thường chết con này. Thua. Lén nhỉ. Anh thua một trận nữa không? Thua một trận nữa để chữa thua bà không? Thua một trận nữa nha anh em. Thua tí cũng được. Floor chắc cũng sắp bỏ thôi. Mình bỏ mình lấy 4 nát ám bây giờ ấy mà. Hoặc là bán thần nó gì đấy. Floor này bỏ. Thua một trận nữa nha anh em nhé. Chưa chắc đã thua ở đâu nhưng mà. Ai thường. Không sao. Ai thường mà sẽ bắt vào con floor này thôi. So she's just one of a kind. Ủa thên. Với thên này hơi ấy. Ôi. Thương người bắt vào đây à. Con floor mình đâu nhỉ? Con floor mình. Phải tính hơi xa anh em ơi. Mình tưởng ở đấy mình thương kia sẽ bắt vào cái con floor mình bay xuống dưới đáy. Không sao. Thua 3, thua 4 đi. Thua một trận nữa đi. Violet 3 căng đét nhỉ. Phải mạnh đấy. I will see my destiny to the end. Diêu kia làm việc tốt phết nhỉ, ở dưới dù vẫn thua nhưng mà không sao hết anh em, chịu thua 4. Hạng tinh linh thì chắc mình cũng bỏ đi vào cầm máu phát mà. Tinh linh mình cũng không định chơi với tơ à, hay là nhỉ, hay là lại làm tí nhỉ. Hay là lại làm tí nhỉ anh em. Suy nghĩ nhá, để suy nghĩ nhá. À, cái gì hay ho đấy, là một cái content hay ho đấy anh em ơi. Chơi không nhỉ? Bỏ bán thần đi, ngồi chơi thợ săn quỷ ngắc ám. Thợ săn quỷ.
Đội hình châu nhất Liên Quân à? Chơi được không nhỉ? Sợ mình hơi ít đam ấy em ấy. Rồng mình đang không có truy hồn, không có đồ phép gì. Sao à? Tĩnh nhá nhá. Chưa mua vội đấy nhá. Có đi rắc này. Có rắc. Giữ Richter lại nhá, để phòng mình tí mình thích chơi. Sephira. Bán sử Richter rồi anh em. Cả bán sử con quỷ à? Cái con quỷ mình có gì nhà đây em. Thú vị nhở, trông cũng thật là Hansohi đấy nhở, thú vị nhở. Đây được nhá, được nhá anh em. Hay là làm một tí đi, mình làm một tí đi, làm tí content anh em. Mình chơi mãi kiểu game mình chơi kiểu mấy đội hình cũ cũng chán lắm, tạo tí content là con ulti phát được rồi. Bán gì không nhỉ? Không bán gì đâu, bán grab sát thủ à? Không cần, không cần sát thủ, mình bán grab để lấy em tí tiền không anh em. Mình ok chưa? Magenta vào đây, Victor xuống đáy, thủ này lấy giáp bóng mệnh. Các bạn cho là cờ rốt à? Thợ săn quỷ. I can relate. Cause I'm missing. Oh, you look so cute. Wrap around my finger. Twisted humor. Máy thế gặp một bạn thì né con rồng ăn kia. Thợ săn quỷ nữa bị hay ta. Nào con ulti tìm một phát là ngon này. Ok, không có gì bàn cãi rồi. Do này chắc con sấy chết cả đội hình mình rồi. Cái thế nhở. Cái này nhiều cung không? Một cung, cung, ba cung này. Lại thợ săn quỷ. Các bạn đánh đội hình dị nhiều phết nhỉ? Mình tưởng nhiều ít người đánh đội hình dị nhưng mà không thiếu đâu anh em ơi. Ít nhất là mình còn Akot 2, dòng 2 rồi này. Thêm tí đam, một bạn để thương bên này, bạn ấy bị bắt rồi đúng không? Một bạn để thương bên kia đúng không? Thì một bạn thương đáy, thương giữa à? Đấy thương chéo à? Để cái này ở đây đi. Này, cái này được rồi. Thêm một tướng là mình thêm con cát thôi anh em. Chắc là thế rồi nhỉ? Chắc chỉ thế nhỉ, không mình thêm tạo đi rap này nhỉ. Sợ hơi thiếu đam. Sợ thiếu đam. Victor 7 con, bạn này à đây, bạn trông hơi đáng sợ này. Này trông đáng sợ phết. Thợ săn quỷ, cũng thợ săn quỷ ấy. Để mình chắc ngắt chuỗi bạn này rồi em ơi. Chuỗi thua 6 nhưng mà mình ngắt chuỗi bạn này à. Chắc bao bạn ấy có khi thắng mình ấy. À không, mình vừa lên dòng 2, đắc 2 nhỉ. Hơi khó thắng mình. Dừng cái chuỗi ở đây nhé bạn nhá. Xin nhẹ chuỗi nhá. Gọi nằm voi 1 này. Chắc là mình sẽ tích tiền lên voi 3 không? Hắc ám à? Giữ hắc ám lại về phòng mình biết đâu mình chơi nhá anh. Ám mình có thể chơi bằng... mình thể thêm một slot tướng rồi mình thêm 2 hắc ám được. Bỏ con cát đi. Ok đấy nhầm. Rồng vào giữa này. Hồi máy bác không gặp bạn đấy. Von Cat à. Voi 1 yếu quá anh em ơi. Cái gì đó uy tín hơn voi 1 này. Rồng rồi khai phát là ngon này. Ok luôn. Con Azenka đứng ở dưới đép quả hay quá. Cái 2 đây, mình bắt đầu lấy chuỗi thắng rồi. Rồng 2 nắc 2 với tím nhìn này. Rồng 2 nắc 2 Ziu phát rôn Lily cũng được anh em ơi. Lấy tạm Lily về. Thêm một con phù thủy Lily vào. Grug. Bây giờ ngon nhất là vòng 2 là mình có cái thẻ tăng sót tướng. Mình cho 2 con nắc ám vào. Con cát thì cũng chưa ngon lắm đâu. Con cát mình không có sách thánh thì cũng bình thường mà.
Chắc trận này nó là giữ lên con voi 3 rồi, vừa nãy giờ trời con voi nào chả đánh voi mà em. Nghĩ lên là voi 3 đấy. Eco bình tĩnh rồi nhá. Cô bình tĩnh xong rồi lên voi 3 nhá. Hình châu nhất liên quân à? Còn gì châu hơn được không nhỉ? Thủ vệ à? Đỡ đòn à? Hay đỡ đòn phát để counter với bạn cung thủ nhỉ? Cung thủ này, cung thủ này. Counter với bạn cung thủ để phát không nhỉ? Gì đây? Lại thơm mận kia thôi. Còn đọc đỡ đòn nhận thêm giáp thì 6 đỡ đòn được nhận từng đấy cơ à? Mình bỏ thợ săn quỷ đi, mình chơi đỡ đòn mình counter với bạn cung thủ này. Nhưng mình không counter được mấy bạn rồng giết này. Ok kệ cứ chơi đi anh em. Này cũng trâu rồi mà. Ừ, này cũng trâu mà. Lên không? 28. Không cần vội đâu. Chờ đi. Sao mày thôi đẹp này. Na cót chui vào góc mình cũng đột cũng khá đẹp này. Rồng mình thổi trước này. Cót này khá trâu này. Rồng mình có giáp của mệnh anh em ơi. Thổi một phát nữa. Azen cao công ty một phát nữa. Ăn choáng này. Ok anh em ơi. Bạn này đi. Chơi được con na cót này trâu nhỉ. Con hồi máu này. Ủa? À, trợ thủ anh em được, có cái gì tí mana cũng được. My twisted humor. Này à, rồng phải đánh thường một phát à? Sợ ăn choáng nhỉ? Nào choáng được mình không? Ngay thương bắt đáy bên này à? Chuồn phát anh em ơi. Sao rồng đánh thường một phát thử xem sao nhá anh em nhá. Test phát. Đánh thường một phát này xong rồi nó thổi. Tại ăn rồng mình cũng không có truy hồn nên không có gì nên là tối ưu đam thì mình cho con nắc mình công ty nữa anh em. Nắc mình công ty nữa thì nó sẽ tối ưu hơn. Dòng thổi chết nắc này. Ok đấy. Được cái là trâu anh em. Trâu. Trâu lắm. Cái pha này mình lên được Lily này. Lily này. ám dễ đi nhỉ. Này thì thú à. Thú thành đồ à. Ok. Kệ các bạn ấy thôi. My twisted humor. Tiêu tiêu tiêu. Mày lấy về đi. Trách phát nào bạn thú này, cung thủ bọn này trợ thủ này. À, ám sống còn dai hơn cung thủ anh em ơi. Hết thương à? Một thương bắt đáy bên kia thôi à? Một thương bắt đáy bên kia nữa. Chuồn nó bên này nhá anh em. Bỏ con này đi tìm mua lại được. Rồng thủ đẹp này. Nó có đủ tiền một phát nữa là ngon. Ok này. Con cát không có gì tiếp con cát này nhỉ. Nó điểm yếu không có gì giết con cát thôi anh em ơi. Thể tăng sao để làm gì. Chắc mình phải chơi con cát đấy. Mình chơi con cát à. I can't relate. Đây là con thê đấy nhỉ. Con thê để cho nhiều đam không anh em. Con này hơi ít đam không. Thê cho nhiều đam. Thê cầm đồ à. Cầm đồ cũng yên tâm lắm nhỉ. Vẫn thương bắt đáy bên kia thôi không sao đâu. Cho Lily vào ngon hơn nhỉ. Không, con thê này nhiều đam lắm.
Thế nhiều đam mà dùng mỗi thương thôi. Nhưng mà kiểu nó có thêm nguyên tố, nó có thêm tự săn quỷ, nó khá là trâu. Rồi này, đánh thường là chết lại na cót công ty. Ok này, sùng đánh thường lại mấy phát. Ôi xong còn thêm nó bổ mình không? Căng hết nhỉ. Loi lên top 3. Mà hơi căng nhỉ, lên voi 3 nhỉ. Kiếm voi 3. Kiếm voi 3 lên yên tâm không? Cái bỏ này đi lên comment này. Lily chắc mình không định lấy đâu. Cát này. Cát vào đi. Mình tìm chiến. Cát xuống đây chơi này, rồng. Tăng sót tướng thì mình thêm nhá, mình lên con lên voi 3 được nhá. Tính voi 3 mình lên nhá, còn không thì mình sẽ bán hai con hắc ám. À đâu, mình thêm hai con hắc ám này, bỏ con cát đi nhá. Xong mình tìm voi 3, mà không thì mình ném thẻ xong ta xài cho con cát lên con cát 2. Xuống chơi được cái gì chơi. Cũng chẳng còn hy vọng gì nữa. Vì bây giờ thay xoay bài thì muộn quá rồi anh em ơi. Để không xoay được. Ám tự sát quỷ. Không có tăng tướng rồi anh em. Thế thì mình sẽ lên con Volcat 2. À không, cứ để đấy ạ. Này cho Volcat này. Một đối thủ nữa cho con Void đi. Và mình sẽ bỏ hai cái bạn ám này đi này. Bạn này này. Con cát mình mua lên này. Rồng mình cần một con rồng đúng không? À mình cần một con voi đúng không? Mình rất là con voi đúng không? Đây con heo. Heo cũng được anh em ơi. Mình không làm gì được rồi anh em ơi. Arctur lên 2 này. Không lên con gì anh em ơi. Mắc pinh. Cát xuống kia thôi. Grab mấy con này bỏ đi này. Chắc lên được con voi 3 ơi anh em ơi. Na con mình sống lại này, ulti một phát này. Chết này, không chết. Không chết thì mình chết rồi anh em ơi. Con này khỏe quá. Thú này còn yon nó 4 đồ nữa anh. Không đỡ được. Bây giờ cái thể đằng xa mình không ném cho con nào. Tìm kiếm con voi 3 mà. Được sao trận này không có ai đánh voi mình không kiếm được. Yon này 4 đồ này. Chịu. Ôi, hết cỡ rồi. Hello, vậy thôi, với mình đến đây kết thúc rồi. Nếu bạn thích cái clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý các bạn thể giúp mình phát triển kênh nhé. Cảm ơn, bye bye.